Tin, đi ra đây mẹ cho con cái chuối bự lắm. Dạ. Mới chặt á. Dạ. Bịt khẩu trang lại đi. Rồi, ten 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 ten. Đây là cây chuối nhà Tin nha. Mới chặt xong nè. Bự không? Rồi, một cái chuối này là gần 1 ký. Gần 8 lạng, trái này phải 1 ký nè, trái này bự nhất nè. Anh cân thử không? Trời ơi coi nè. Nặng ghê luôn á. Sao nặng? Nặng. Đúng rồi Tin nè. Bự không? Bự. Nó bị nứt. Trời coi nè. Nứt quá trời nứt luôn. To hơn cái tay của mẹ luôn. To hơn cái chân của Tin luôn á. Cái chân của Tin. To cái chân của Tin luôn. Cây chuối này, cây chuối với nhà chồng là quầy, quầy đầu tiên là còn thêm một quầy nữa. Nhiều quá. Được mười mấy trái thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trái. Đúng rồi, 11 trái, 11 trái đúng lộn nè. 3, 6, 9, 10, 11 trái, quay với kia 13 trái kìa. Ủa sao cái này bị rớt nước nước? Nó già á con, đã không? Đã. Trời ơi.